Chào các bạn, chào các em thân mến. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn cho các em giải đề thi tham khảo giữa học kỳ 2 môn toán 10 theo cấu trúc minh họa 2025, 3 phần: trắc nghiệm đúng sai và câu trả lời đúng. Các em tải đề dưới phần mô tả video của thầy. Câu 1: cho hàm số y bằng fx có đồ thị như hình vẽ, hàm số đồng biến trong khoảng nào? Rõ ràng các em thấy rằng cái nhánh nó đi lên này, và cái nhánh đi lên đồng biến trong khoảng từ x từ âm vô cùng đến 0, đồ thị hàm số đi lên, hoặc là đồng biến trong khoảng từ 2 đến cộng vô cực đi lên nha. Vậy là các em chọn là từ 2 đến cộng vô cực, hàm số đồng biến, câu A. Còn nó nghịch biến trong khoảng từ 0 đến 2, nó nghịch biến, đồng biến này. Này là giống như các em xét dấu vậy nha. Câu 2: tập xác định của hàm số y bằng 5 phần x bình trừ 4. Tập xác định của hàm phân thức này á, nghĩa là cái mẫu phải khác 0. Nó xác định khi mà x bình trừ 4 khác 0. Nghĩa là x bình sẽ khác 4. Chúng ta suy ra được x sẽ khác cộng trừ 2. Vậy là D bằng R trừ đi hai cái giá trị này, r trừ đi này, trừ 2 và 2. Câu 3: trong mặt phẳng OXY cho đường thẳng D, vectơ pháp tuyến của đường thẳng D. Đường thẳng D có dạng AX cộng BY cộng C bằng 0, trong đó vectơ pháp tuyến là A và B. Vậy chúng ta có vectơ pháp tuyến ở đây chính là 5 trừ 2. 5 trừ 2. Nhớ là số 5 là cái hệ số trước chữ x, còn số trừ 2 là hệ số trước chữ y. Câu 4: đồ thị hàm số y bằng ax bình phương cộng bx cộng c với a khác 0, có trục đối xứng là đường thẳng x bằng trừ b chia 2a. Đây chính là parabol đó. X bằng trừ b phần 2a. Chọn câu c. Câu 5: cho đường thẳng D với dạng tham số x bằng trừ 4 cộng 3t và y bằng 1 cộng 2t có vectơ pháp tuyến. Thì rõ ràng phương trình tham số thì chúng ta chỉ có được cái vectơ chỉ phương là 3, 2. Vectơ chỉ phương là U. Có tọa độ là, hoành độ là 3 nha. Hoành độ là 3. Và tung độ của nó là 2. Đó là vectơ chỉ phương. Là vectơ song song với đường thẳng D hoặc là trùng với đường thẳng D. Bây giờ mình chuyển thành vectơ tuyến nha. Để chuyển thành vectơ tuyến thì các em chỉ cần đảo tọa độ thôi và thêm một dấu trừ vào. Chúng ta đảo này, 2, 3. Thêm dấu trừ vào thì các em có thể thêm vào ngay chỗ chữ trừ 2 hoặc là trừ 3. Chúng ta quan sát ha, trừ 2 hoặc là trừ 3 nha. Đây không thể nào này. Đây, 2 trừ 3 này. Sao cho tích vô hướng bằng 0 là được. Này, 3 nhân 2 được 6 này. Cộng cho 2 nhân trừ 3 được trừ 6 này. Cộng là bằng 0. Nghĩa là hai vectơ này vuông góc. Như vậy thôi các em. Câu 6: xét tam thức fx bằng trừ 3x bình phương cộng 2x cộng 8. Khẳng định là đúng. Bây giờ mình xét dấu tam thức thì là tam thức là lớn bằng 0 khi nào? Thì rõ ràng mình tìm hai nghiệm của cái tam thức này. Mình nhập máy nha. Hệ số A là trừ 3, B là 2, C là 8. Chúng ta được nghiệm là 2 và trừ 4 phần 3. Khi các em ra được nghiệm 2 và trừ 4 phần 3, chúng ta lập bảng xét dấu này. Trừ 4 phần 3 này, nhỏ hơn. Để biết thế này, đây trục của x. Hai nghiệm của nó là 0 và 0. Đối với cái hàm số y ở đây. Xét dấu trong trái là trong là cộng. Trong trái dấu với A, tại vì A là âm 3. Ngoài là cùng. Đến đây là tam thức sẽ lớn hơn bằng 0. Thì lúc này x nó sẽ chạy từ từ đây đến đây. Có dấu bằng. Fx lớn bằng 0 thì x thuộc cái đoạn trừ 4 phần 3 đến 2. Thì rõ ràng đúng dấu cộng rồi nè. Nha.
Chọn câu A luôn. Câu B nó sai chỗ là cái này thiếu một vuông này. Cái này phải là một vuông mới đúng. Câu 7. Viết phương trình đường thẳng đi qua A và nhận vectơ hóa tuyến N. Thì bây giờ phương trình tổng quát của nó có dạng là gì? AX hay là A nhân X trừ X0 cũng được. Cộng cho B nhân Y trừ Y0 bằng 0. Trong đó X0, Y0 là điểm đi qua nha. Còn AB là hành độ và tung độ vectơ hóa tuyến. Ở đây có hết rồi này, chúng ta thay 2 vào. X trừ X0 là trừ cho 3. Cộng cho Y là trừ 4 nha. Nhân cho Y trừ Y0 là 2 bằng 0. Chúng ta nhân vào nha. 2X trừ 4Y. 2 nhân trừ 3 được trừ 6. Chỗ này trừ 4 nhân trừ 2 được cộng cộng 8. Vậy là 8 trừ 6 được 2 bằng 0. Ở đây các em có thể rút gọn đi. Chia bớt cho 2. Tất cả các hệ số đều chia cho 2 nha. Chia 2 được x. Chỗ này chia 2 được trừ 2y. Cái này chia 2 được 1. Không chia 2 được 0. Rồi phương trình x trừ 2y cộng 1 bằng 0. Câu A luôn. Rồi câu số 8. Cho tổ thức bậc 2 điều kiện để fx nhỏ bằng 0. Thì đối với trường hợp này định nghĩa fx nhỏ bằng 0 thì cái tam thức này sẽ cùng dấu hệ số A khi mà delta nó phải âm. Cái này sẽ tương đương này. Delta âm á, để bắt phương trình. Delta âm thì nó sẽ là cái nó sẽ vô nghiệm, nó sẽ có nghiệm khi dấu bằng thôi. Nó cùng dấu hệ số A này, A nó sẽ phải âm. Thì dẫn đến fx nó sẽ nhỏ bằng 0. Nha. Các em chú ý nha. Vậy là fx nhỏ bằng 0, delta phải âm và A nó âm. Câu B luôn ha. Câu 9. Cho hai cái đường thẳng tham số D1, D2 góc giữa hai đường thẳng. Thì góc giữa hai đường thẳng chính là góc giữa hai vectơ chỉ phương hoặc là góc giữa hai vectơ pháp tuyến. Ở đây các em có hai vectơ chỉ phương thì chúng ta có thể sử dụng. Vectơ chỉ phương của đường thẳng D1 là U1, hành của nó là trừ 2 nha. Tại vì cái phương trình tham số là x bằng x0 cộng AT, A là hành. Chỗ này có dấu trừ thì biết dấu trừ vào. Chỗ này là BT mà B là hệ số 1 nha. Rồi vectơ chỉ phương U2. Đây là 1, 2. Chưa? Rồi đó mình sẽ có được cái góc. Thì gọi alpha là góc giữa hai cái đường thẳng đó. Chứ là góc giữa hai vectơ thì bằng tích vô hướng chia tích độ dài. Góc giữa hai vectơ thì có thể là góc tù nha, nên mình sẽ ghi là vectơ U1 nhân vectơ U2 chia cho độ dài của vectơ U1 nhân cho độ dài của vectơ U2. Để nhân vô hướng thì em lấy hình nhân hình cộng tung nhân tung chính là nhân vô hướng hai vectơ. Trừ 2 nhân 1 trừ 2 cộng 1 nhân 2 được 2. Rõ ràng trên tử nó bằng 0 rồi, ở phía dưới không quan tâm nữa. Mà khi nó là bằng 0 rồi thì dẫn đến góc alpha phải bằng 90 độ nha. Shift, các em bấm shift code. Shift code 0 là 90 độ nha. Nhiều em quên thì bấm shift này. Cosine của giá trị là 0 thì em ra được độ là 0 là 90 độ ha. Shift code 0 là 90 độ. Số 10. Số nghiệm của phương trình vô tỉ này thì các em có thể bình phương hai vế rồi thử lại cũng được. Không cần đặt điều kiện có nghĩa của căn. Như thế thì mất thời gian. Bình phương hai vế thì chúng ta có mất cái căn hết hai vế luôn nha. Thì mình được là 2x bình cộng 3x trừ 8 bằng x bình trừ 4. Chúng ta chuyển vế. X bình chuyển qua đây thành trừ x bình. 2x bình trừ x bình thì còn 1x bình cộng 3x. Trừ 4 chuyển bên đây cộng 4, cộng 4 trừ 8 thì còn lại trừ 4 bằng 0. Đây chúng ta bấm máy giải nghiệm hoặc là nhẩm nghiệm là A cộng B cộng C bằng 0. Thì một nghiệm bằng 1, một nghiệm bằng C trên A. Nhớ công thức này nha, cho nhanh. C trên A chính là bằng trừ 4 ha. Trừ 4 chia 1. Bây giờ nó có hai nghiệm, nhưng mình thử lại nha. Chỗ này là 1 đi, 1 bình. Một bình mà trừ cho một, trừ 4 âm mất rồi, không thỏ thì loại này. Chưa?
Còn cái trừ 4, trừ 4 chắc chắn là nhận rồi. Tại vì trừ 4 mà hôm nay nó có bình phương lên thì nó ra số dương rồi, khả năng là nó sẽ lớn hơn, lớn bằng không có hai vế rồi. Và là chỉ có một điểm thôi, là trừ 4 nha các em. Một điểm là trừ 4. 11. Một cái đường tròn tâm y 3 trừ 2 tiếp xúc với đường thẳng delta, bán kính của đường tròn. Chúng ta có cái đường tròn mà nó tiếp xúc với đường thẳng thì cái đường thẳng đó chính là tiếp tuyến. Đây. Cái đường tròn như thế này. Một đường thẳng delta tiếp xúc tại một cái điểm gọi là tiếp điểm. Lúc này khoảng cách từ tâm đến tiếp điểm chính là bán kính của đường tròn. Nha. Vậy thầy chỉ cần tính khoảng cách từ tâm y đến đường delta thì nó bằng bán kính R. À, công thức tính khoảng cách từ một điểm đến đường thẳng thì các em thay hành độ và tung độ của điểm này vào trong cái vế trái của phương trình delta và chỉ đối lại. Vì khoảng cách là không âm nên chỉ đối lại. Thay vào các em, x là 3 trừ 5 nhân y là 5 nhân trừ 2. Rồi cộng 1 viết lại đó, thay cả vào vế trái. Nhớ sau đó trị đối nha. Tại vì khoảng cách là không có âm nên mình trị đối lại. Chia cho độ dài của vector phát tuyến. Ở đây vector tuyến là 1 trừ 5. Em căn bậc 2 của độ dài của nó là căn bậc 2 nhé. Vector tuyến là 1 trừ 5. Thì độ dài của nó là căn bậc 2 của hoành độ bình. Cộng tung độ bình. Tính nha. Chỗ này là 10, 13, 14. Chỗ này là 25. 25, 26. Vậy là 14 phần căn 26. À, câu A. 12. Trong hệ trục OXY cho điểm A và điểm B, phương trình đường tròn có đường kính là AB, rõ ràng đường kính AB, phương trình đường tròn đường kính AB. A này, B này, đi qua tâm này. Vậy để viết được cái phương trình đường tròn, mình phải tìm được cái tâm và bán kính nha. Tìm tâm và bán kính. Tâm là trung điểm của AB, các em tìm tọa độ Y nha. Tọa độ trung điểm thì mình lấy hành cộng hành, chỗ này chia 2. Trừ 1 cộng trừ 3 được trừ 4, chia 2, trừ 2. Trừ 3 cộng 5 được 2, chia 2 được 1. Rồi có tâm rồi. Bán kính chính là lấy độ dài đường kính chia 2. Vậy là mình không phải tính vector AB ra. Tính vector AB ra. Để mình tính độ dài của vector. Vector AB là trừ 3 trừ cho trừ 1. Thành cộng 1. Trừ 3 cộng 1 được trừ 2. 5 trừ cho, nhớ là 5 trừ cho trừ 3 trở thành cộng 3. Thành 8. Đúng không? Từ đó mình suy ra độ dài của vector AB bằng căn bậc 2 của hoành độ bình là 2 trừ 2 bình là 4, cộng 8 bình là 64. Vậy là căn của 68. Từ đó mình suy ra bán kính sẽ là chia cái này đi. R bằng đường kính chia 2 bằng căn 68 chia 2. À, căn 68 chia 2. Mình thử căn 68 mình có thể đưa ra căn được cái phần nào hay không. 2 căn 17 mà chia 2 luôn thì bằng căn 17. Rồi bán kính là căn 17 luôn. Vậy bình phương lên phải bằng 17. Vậy chỉ có đáp án là câu A thôi. X trừ cho A cộng Y trừ B. Tất cả bình này. Bình bằng R bình. R bình này. X trừ cho hành độ tâm chính là X trừ cho trừ 2 thành cộng 2 này. Y trừ cho tung độ tâm là 1 này, đúng này ha. Vậy là chúng ta đã hoàn thành trắc nghiệm nha. Chúng ta vào phần 2 là trắc nghiệm đúng sai. Cho hàm số parabol, sẽ tính đúng sai của mình đề sau. Điểm A thuộc parabol B. Bây giờ mình thay cái điểm A này vào, thỏa mãn phương trình này là ok. X bằng 0, Y bằng 3. Chúng ta thay vào đây nha. Y bằng, thay X bằng 0 vào thì Y nó bằng trừ 3. Vậy cái điểm này nó không có thuộc parabol nha. Tại vì cái điểm là 0 trừ 3 nó mới thuộc parabol. Vậy cái này là sai. Đồ thị parabol B có đỉnh là trừ 1 phần 4 trừ 25 phần 8. Đỉnh là chúng ta có hành độ đỉnh là trừ B phần 2A.
Bây giờ thầy tìm hình độ đỉnh trước nha. Hình độ đỉnh chính là bằng trừ b phần 2a. Trừ b là trừ b là số 1 cái này nha. Và trừ 1 chia cho 2a, a bằng 2. Vậy là trừ 1 phần 4. Rồi bây giờ mình tìm tung độ đỉnh. Thì không cần phải bấm trừ delta chia 4a đâu. Mình thay cái x vào đây là mình tìm tung độ thôi. Cho nó gọn ha. Chỗ này là 2x bình. Cộng x. Trừ 3. Rồi cộng x trừ 3. Rồi em khôn thôi. Bấm CALC này. Bấm gán giá trị trừ 1 phần 4 vào nha. Trừ 1 phần 4 bằng trừ 25 phần 8. Đúng. Vậy là con này đúng ha. Câu C là hàm số nghịch biến trên khoảng từ trừ vô cực đến trừ 2 và đồng biến từ 3 đến cộng vô cực. Thì để kỹ ta tính đúng sai thì em hình dung cái đồ thị này A nó dương. Thì cái đồ thị nó có dạng thế này nè. Chưa? Thì bị sơ ra đây nha. Khỏi về bán thiên mình hình dung. Cái đồ thị nó sẽ như thế này nè. Nó xử thế này đi. Chưa? Thì cái đỉnh nó đây nè. Đỉnh của nó là x đó là trừ 1 phần 4. Còn cái y này là chỉ là trừ 25 phần 8. Thì rõ ràng các em thấy rằng cái đồ thị đi xuống này ha. Nó sẽ là nghịch biến. Nghịch biến từ đây đến đây nó nghịch biến này. Còn từ đây đến đây đồng biến này. Đi lên này, nhánh đi lên này. Đây là đồng biến. Đây là nghịch biến. Vậy là nghịch biến từ trừ vô cực đến trừ 1 phần 4. Và đồng biến từ trừ 1 phần 4 đến cộng vô cực. Đúng không? Vậy là trong đây là trừ vô cực đến trừ 2, trừ 2 nằm chỗ này rồi. Vậy nó vẫn là nghịch biến trong khoảng này. Ok, đúng. Đồng biến từ 3 đến cộng vô cùng. Chỗ này là 3, chỗ này này. Vậy là vẫn đồng biến. Vậy câu này đúng ha. Đúng, đúng với cái trong cái khổ này nó đúng, nó đồng biến và nghịch biến ha. Em chọn đúng ở đây nha. Chứ không phải nhiều em nói là nó nghịch biến trong khoảng từ trừ vô cực đến trừ vô phần 4 mới đúng nha. Thì hiển nhiên cái khổ này nó vẫn nằm trong khổ này mà, nó là con của cái khổ này mà. Khổ này vẫn là con của khổ này, vẫn đúng nha. Chứ không phải sai à. Câu 5. Có 5 giá trị nguyên M thuộc cái nửa khoảng trừ 3 đến 10. Để cái đường thẳng D này cắt đồ thị B tại hai điểm phân biệt. Mà hai điểm này nằm về cùng một phía đối với trục tung. Để làm một câu có nhiều điều kiện. Thì trước tiên là các em phải tìm được cái phương trình hình độ giao điểm trước. Tại vì để mình tìm được cái hình độ giao điểm của hai cái đồ thị này. Nghĩa là chúng ta cho cái vế có hình độ bên này bằng cái vế có hình độ bên này thì gọi là phương trình hình độ giao điểm. Đây, phương trình này, dấu bằng này. Chúng ta viết cái này trước đi ha. 2 bình phương cộng x trừ 3 bằng bên này. Bên này là trừ m cộng 1x. Đừng vội phá ngọt nha. Tại vì khi mình chuyển qua đây mình có thể đặt chung với x. Để mình sắp xếp thành tam thức bậc 2. Chỗ này chuyển qua thành dấu cộng luôn nha. Các em chuyển qua thành dấu cộng. Đặt x ra chung. Chỗ này sẽ là gì? Chỗ này là 1 cộng m cộng 1 thành 2 cộng m. Đấy. Trừ 3. Chỗ này chuyển qua thành trừ m thành cộng m. Cộng 2 mà trừ 3 thì được trừ 1 bằng 0. Đấy. Rồi. Làm chắc bước này nha, cái này chắc thì kết quả mới đúng. Rồi, sau đó để cái phương trình này nó phải thỏa mãn có hai nghiệm x1, x2. Với hai x1, nó có hai nghiệm x1, x2 thì dẫn đến là nó có hai cái điểm đúng không? Nhưng mà hai cái điểm x1, x2 này nó phải do hai điểm này nó nằm đối xứng với trục tung. Nghĩa là nó nằm hai phía như thế này. Phía bên đây x1, phía bên đây x2. Gọi là đối xứng. Có nghĩa là cái điểm cắt á, cái điểm cắt cái hình độ x1 nằm bên này. Giả sử x1 bên này, x2 bên này, gọi là đối xứng nằm hai phía với trục tung. Hoặc là đề nó có thể là kêu là trái dấu đó, hai nghiệm trái dấu. Thì dẫn đến là tích của nó phải là lớn không. Nghĩa là từ cái phân tích này mình sẽ có là x đến lớn không.
mà tích hai nghiệm theo QS á, là bằng C phần A. Còn tổng là bằng trừ B trên A, còn tích là C phần A. Vậy cái này là phương trình sao thỏa mãn cái điều kiện này có hai nghiệm phân biệt và nằm hai phía thì chúng ta sẽ có là thứ nhất hai nghiệm là delta phải lớn hơn 0 cái đã. Và thêm cái điều kiện đủ chỗ này nữa là chúng ta sẽ có C phần A lớn hơn 0. Rồi, giải ra delta là B bình M cộng 2 tất cả bình trừ 4AC là 4 nhân cái này là thành 8, 8 nhân cái này. Đấy, lớn hơn 0. C là M trừ 1 phần A là 2 lớn hơn 0. Tương đương M bình cộng 4M trừ 8M chỗ này. Chỗ này M bình trừ cộng 4M cộng 4 nha. Cộng 4M mà trừ 8M thì còn trừ trừ 4M. Này cộng 4, này cộng 8 nữa là cộng 12. Lớn hơn 0. M trừ 1 trên 2 lớn 0 mà 2 lớn 0 rồi thì M trừ 1 lớn 0 thôi. Bỏ số 2 đi, nhân 2 với cho 2 cũng được. Rồi, chỗ này dễ dàng M lớn hơn 1. Các em kiểm tra chỗ này. M bình trừ 4M cộng 12 rõ ràng nó vô nghiệm. Mà A nó dương, A nó bằng 1 nó dương thì dẫn đến cái tam thức này lớn hơn 0. Coi như là F này, Fx đi, Fm lớn hơn 0. Vì A nó bằng 1 lớn hơn 0 thì do delta nó âm ha. Tư duy của mình là vô nghiệm delta âm cái đã. Thì nhìn vào cái hệ số của M này là 1 lớn hơn 0 thì nó sẽ lớn hơn 0. Đúng nha. Vậy là chúng ta sẽ giao được này là này đúng với mọi M rồi. Giao với trường hợp M lớn hơn 1 thì kết quả lại là M lớn hơn 1. M lớn 1 nhưng mà cái điều kiện đề bài là M từ đoạn nửa khoảng từ 3 đến 10. Vậy chúng ta chặn số 1 ở đây, giao với cái thằng này thì ra được là từ khoảng từ 4 đến 10. Giao với điều kiện kết hợp với điều kiện đề bài thì M sẽ thuộc cái khoảng là từ 1 đến 10. Lớn 1, M lớn 1 rồi. Nó hỏi là có 3 có 5 giá trị nguyên là sai. Ta lấy chúng ta từ số 2 đến số 9 thì hiển nhiên là không thể nào 5 giá trị nguyên được. Đúng không? Từ 2 đến 9 mà. Mình lấy số giá trị nguyên số 2, số 3, số 4, số 5, số 7, số 9 thì hơn 5 giá trị nguyên rồi. Vậy con này sai nha. Con này sai. Đây. Chờ. Rồi qua câu tiếp theo. Rồi. Trong một phản OSI cho hai đường thẳng delta 1, delta 2 một cái tổng quát cái tham số. Một vector chỉ phương của đường thẳng delta 2 là vector chỉ phương của đường thẳng delta 2 là 1 trừ 1 delta 2 nha, 1 trừ 1 rõ ràng cái này sai, sai rõ ràng sai. Yeah. Vector chỉ phương của nó là phải là 1 trừ 1 của đúng ha. Vector tiến của delta 1 là 2 1 đúng. Delta 1 là 1 2 sai luôn. Sai luôn. Phải là gì? 1 trừ 1 có đúng. Khoảng cách từ M đến đường thẳng delta 1 bằng 4 phần căn 5. Chúng ta tính khoảng cách ha. Câu này tính khoảng cách từ điểm M. Khoảng cách từ điểm M đến delta 1 bằng chỉ đối. Em thay cái tọa độ điểm M vào phương trình đường thẳng delta 1 nha. Thay vào với trái này. 2 nhân x là 2 nhân 2. X là 2 nè. Cộng y là cộng 1, sau đó viết lại trừ 1. Chia cho độ dài vectơ tiến là căn bậc 2 của vectơ tiến nó là 21 nha. Độ dài là 2 bình cộng 1 bình. Tử là 4 ha. Chỗ đây là căn 5. Rồi, cái này đúng. Cosin góc tạo bởi đường thẳng delta 1 và delta 2. Góc tạo bởi hai đường thẳng chính là góc tạo bởi hai vectơ chỉ phương hoặc là hai vectơ phát triển thôi. Vậy thầy đã có được hai vectơ chúng ta chuyển về hai vectơ pháp tiến đi ha. Ở đây là 21 có rồi này. Chỗ này là nó là 1 trừ 1 đổi thầy, đổi thành 11. Vậy vectơ tiến của đường thẳng delta cái câu này là delta 1 hay delta 2 đâu? Câu này thì đảo lại nó phải đảo đúng là nó là cái gì? 2 trừ 1. Này sai. Nãy thầy bị làm nhầm là tưởng này, thằng này là delta 2. Rồi. Vậy câu B vẫn sai bình thường ha. Bây giờ delta 1 này có vector
pháp tuyến là 21. Delta 2 có vectơ pháp tuyến là bao nhiêu? Chỉ phương của nó là 1 trừ 1 thì đảo lại thành 11. Chúng ta đảo tọa độ và thêm dấu trừ vào thôi. Có hai bước nha, đảo tọa độ xong nó thêm một dấu trừ vào hành phục tung là xong. Khi làm mình cứ làm như vậy thôi. Rồi, từ đấy mình suy ra được góc cosin ha, cosin góc giữa hai cái đường thẳng này. Thì bằng tích vô hướng chỉ tích độ dài thôi. Cosin góc giữa hai đường thẳng á là góc nhọn, tại vì vi ước góc hai đường thẳng là góc nhọn nha các em. Do đó là cái cosin này nó phải là giá trị dương. Chứ nếu mà nó âm á là tù. Tại vì cos có một góc mà ra giá trị âm á thì nó là góc tù. Như vậy là trong cái trường hợp này tích vô hướng phải có trị đối. Nè. Ok chưa? Chỉ cho tích độ dài. Đó các em chú ý nó khác rồi đó. Góc giữa hai vectơ thì không có trị đối này. Còn góc giữa hai đường thẳng này, góc giữa hai mặt phẳng thì đều có trị đối. Để cho nó dương á. Rồi nhân đi các em, nhân vào. 2 x 1. 1 x 1. Độ dài của này chính là căn của hai bình cộng một bình cộng 5. Độ dài của này là một bình cộng một bình là 2. Được 3. 3 phần căn 10. Đúng luôn. Vậy là hai đúng hay sai. Câu 3. Cửa hàng mua sách từ nhà sách xuất bản là 50.000 đồng trên một cuốn. Cửa hàng ước tính rằng nếu bán một cuốn sách với giá ít ngàn đồng thì mỗi tháng khách hàng sẽ mua là 150 trừ ít. Thì mỗi tháng khách hàng sẽ mua 150 trừ ít cuốn sách. Hỏi cửa hàng bán một cuốn với giá bao nhiêu nghìn đồng thì mỗi tháng sẽ thu được nhiều lãi nhất. Câu A này. Theo ước tính thì nếu cửa hàng bán một cuốn sách là 80.000 á thì mỗi tháng khách hàng sẽ mua 150 cuốn sách. Đúng hay sai? Thì rõ ràng các em thấy rằng á, đây. Nếu mà mua mỗi cuốn là ít nghìn đồng thì mỗi tháng sẽ khách hàng sẽ mua 150 trừ ít cuốn. Vậy chỗ này chúng ta sẽ lấy 150. Chúng ta lấy 150 trừ cho 80 được 70. Vậy là chỉ có 70 cuốn thôi nha. Thì mỗi tháng khách hàng sẽ mua là 150 trừ cho 80 được 70 cuốn thôi, cái này sai. Kết quả là mình lấy 150 trừ cho 80 thì được 70 thôi. Câu B, số tiền lãi của cửa hàng mỗi tháng ước tính theo cái hàm là trừ x bình cộng 200x trừ 7.500. Bây giờ mình đi tìm số tiền lãi ha. Số tiền lãi. Muốn tính số tiền lãi thì mình sẽ làm như thế nào? Trước tiên á là mình lấy số tiền lời khi bán được mỗi cuốn. Sau đó mình nhân cho cái số cuốn sách mỗi cuốn không? Mỗi tháng mình bán được bao nhiêu cuốn, sau đó mình nhân cho tiền lời. Tiền lời là mình phải bán này là lấy x trừ 50 không? Bao tiền lời không? Thường thì x trừ 50 là tiền lời. Chắc chắn là x phải lớn hơn hoặc bằng 50 chứ. Thường bán bằng giá gốc hoặc là bán trên giá gốc chứ không thể nào mà bán 40.000 được. Lấy vô 50 sao bán 40 được. X phải lớn bằng 50, đó là điều kiện thôi. Vậy mình sẽ có này. Là x trừ 50 chính là số tiền của mỗi cuốn. Nha, số tiền của mỗi cuốn. Sau đó em nhân cho số cuốn. Số cuốn ở đây là 150 trừ x. Đúng không? Số cuốn là 150 trừ x. Đó là số cuốn nhân cho số tiền của mỗi cuốn thì mình ra được số tiền lãi thôi. Nhưng mà số cuốn này là số tiền lãi của mỗi cuốn nha. Số tiền lãi mỗi cuốn nhân cho bán số cuốn bán được. Nhân vào thôi, x nhân trừ x trừ x bình. X nhân cho 50 cộng 150x. Trừ 50 nhân cái này. Trừ 50 nhân cái này, 15 nhân 5 được 75. Trừ 75. 0. Cộng 50x. Trừ nhân từ thành cộng với 50x. Sắp xếp lại nha. Bằng
trừ x bình 150 mà cộng trên 50 nữa là 200x trừ cho 7500. Rồi, này đúng ha. Vậy câu B đúng ha. Rồi câu C là cửa hàng sẽ đạt lợi nhuận là 2,1 triệu đồng mỗi tháng nếu mỗi khách hàng mua 80 cuốn. Đúng hay sai? Nếu mỗi khách hàng mua 80 cuốn thì lợi nhuận là 2,1 triệu đồng. Thì bây giờ tiền lợi nhuận này mình cho bằng mỗi tháng khách hàng mua 80 cuốn. Bây giờ mình phải tìm x, mình thay vào đây. Thì lợi nhuận là TX này phải bằng 2,1 triệu. Ở đây x là đơn vị nghìn đồng thì mình bỏ đi 3 số 0 nha. Rồi chúng ta sẽ có là trừ x bình cộng 200x trừ 7500 bằng 2,1 triệu. Mình viết thành 2100 đúng không? 2,1 triệu. 000 bỏ 3 số nghìn, 3 số 0 đi này. Thì mình viết thành đơn vị nghìn đó chính là 2100 nghìn. 2100. Đấy. Tại vì x là đơn vị nghìn rồi. Đấy không? Chứ không phải đơn vị đồng. Rồi, đến đây mình chuyển vé qua đây mình sẽ có được cái phương trình trừ x bình cộng 200x. Chỗ này chuyển qua thành trừ nữa thành 9, thành 9600 nó. Chuyển qua 789 trừ 9600 bằng 0. Rồi chúng ta nhập máy giải nghiệm ha. Ở đây là trừ 1 200 trừ 9600. 120 và 180. Vậy chúng ta sẽ có là 120 và 80 cuốn. Không, cái này là ít chứ. Này là ít thôi, từ đó suy ra số cuốn chính là lấy 150 trừ cho 120 được 30 cuốn. Hoặc là 150 trừ cho 80 được 70 cuốn. Về 30 hoặc 70 cuốn. Ở đây đề yêu cầu là 80 cuốn là sai nha. Vậy câu này là sai. Cái này là ít là cái giá tiền thôi. Còn cái cuốn là cái này. Okay. Câu D là nếu cửa hàng bán một cuốn với giá 100.000 đồng thì sẽ có lợi nhuận cao nhất là bao nhiêu? Một cuốn tới 100.000 thì lợi nhuận sẽ là bao nhiêu? Lợi nhuận sẽ là cao nhất, đúng hay sai? Nếu mà bán mỗi cuốn 100.000 thì lợi nhuận cao nhất. Thì các em thấy rằng đây là cái đồ thị này này, cái hàm này, cái hàm chúng ta, hàm lợi nhuận này. Đây là cái hàm lợi nhuận này. Hàm lợi nhuận là một tam thức bậc 2 thì cái đó là A nó âm. Nên cái đồ thị nó đỉnh lên như thế này. Đúng không? Lồi lên cái đỉnh này. Để biết được cái lợi nhuận nó cao nhất thì ấn em kiểm tra, nếu một em tìm cái x ở đây. Hàm độ đỉnh á mà đúng 100 á, hàm độ đỉnh chính là x á, mà đúng 100 á thì hiển nhiên lợi nhuận phải là cao nhất không? Là y nó cao nhất á, cái hàm t nó cao nhất ở vị trí này là đỉnh của nó này. Nha, ví dụ cái trục này trục t này, còn cái trục ngang là trục x này. Đấy. X chỗ này này, x bằng trừ b phần 2a, kiểm tra thử nó đúng bằng 100 hay không. Trừ b là trừ 200 đúng không, a là trừ 1 nha, 2 nhân trừ 1 là trừ 2, vậy là trừ 200 mà chia trừ 2 đúng 100 cuốn luôn, 100.000 luôn. Vậy nếu bán 100.000, nếu cửa hàng bán cuốn sách 100.000 thì sẽ lợi nhuận cao nhất nha các em. Còn nếu mình bán mà nó nhiều hơn 100.000 á thì hiển nhiên lợi nhuận nó không cao nhất, thì lúc này người ta sẽ mua ít sách hơn. Do đó mình bán với giá gấp đôi thế này á, gấp đôi tiền á thì lợi nhuận sẽ cao nhất. Còn nếu mình bán gấp 3 đi thì tuy là giá tiền mỗi cuốn sách nó tăng nhưng mà cái số sách người ta mua về á thì nó ít đi bớt. Hiển nhiên rồi, tại mắc quá không mua. Rồi. Câu 4. Trong một phản hồi đây cho tam giác ABC
có điểm A. Đấy không? Vậy sơ là cái tam giác đi. Dễ phân tích. Điểm A cho rồi, 1 trừ 2. Một cái đường thẳng BC có phương trình cho BC luôn. Phương trình nó là 5x trừ 3y cộng 1 bằng 0. K là một điểm nằm trên đoạn thẳng AH sao cho vectơ AK bằng 3 lần 3 phần 4 vectơ AH. Với AH là đường cao nha, ở đây nó không nhắc đến AH là gì. AH là đường cao, ở đây ở câu B nó là AH là đường cao này. Vectơ AK bằng 3 phần 4 vectơ AH. Vậy là 4 phần lấy 3 phần ở đây. Rồi, vectơ chỉ phương của đường thẳng BC. Ở đây vectơ tuyến của nó là 5 trừ 3. Đảo đi, vectơ chỉ phương chuyển thành 3 5. Đúng, vậy con này đúng ha. Đường cao AH có phương trình 3x cộng 5y cộng 7 bằng 0. Rõ ràng các em thấy rằng đường cái phương trình đường cao AH thì nó có điểm đi qua điểm A rồi. Đến đây mình sẽ lấy vectơ BC là vectơ pháp tuyến hoặc là vectơ chỉ phương của BC làm vectơ pháp tuyến. Đây vectơ chỉ phương của BC mình đã tìm rồi này. 3 5. Chính là vectơ tuyến của AH. Do đó phương trình đường thẳng AH sẽ dạng là A nhân x trừ x0 là trừ 1 và điểm đi qua. Còn B nhân y trừ y0 là trừ cho trừ 2 thành cộng 2 bằng 0. Cái này em nhân vào nha, 3x cộng 5y trừ 3 cộng 10 được 7 bằng 0. Đúng luôn. Hoành độ của điểm H là số nghiêng dương. Hoành độ của điểm H là số nghiêng dương. Bây giờ mình phải tìm điểm H mà mình biết được chứ. Không, theo cái điều kiện AK bằng 3 phần 4 AH này. Vậy đến đây mình có thể tìm được điểm H. Từ đây các em dễ dàng tìm được điểm K theo cái hệ thức vectơ này thôi. Bây giờ H là giao điểm của AH và BC nên nó là nghiệm của hệ. H là đặt là xy là nghiệm của hệ phương trình 3x cộng 5y cộng 7 bằng 0. Tại sao? Tại vì H chính là cái giao của hai đường thẳng nên cái tọa độ của nó chính là nghiệm của hệ phương trình thuộc hai đường thẳng này luôn mà. Đường thẳng BC là 5x trừ 3y cộng 1 bằng 0. Chúng ta lấy máy bấm bấm nghiệm ra thôi là xong nha. Chờ. Để bấm máy dễ hiểu. Này cộng 7 chuyển qua thành trừ 7 nha. Đừng bấm nhầm đó, sai đó. 5 trừ 3 trừ 1 là trừ 13 phần 17. 6 gì ta? 16 phần 17. Đấy. Đó là x nó âm này. Nên hành độ x là một số nguyên dương là sai ha, cái câu này sai. Câu D là có hai điểm K thỏa mãn yêu cầu bài toán. Có hai điểm K. Rõ ràng chúng ta có một đẳng thức vectơ này này. Đúng không? Thì không thể nào tạo thành hai điểm K được. Tại sao như vậy? Thì tất nhiên là chúng ta đây là phương trình bậc nhất mà. Tại vectơ AK nó là hệ số theo biến x của K thôi, tại vì chúng ta đặt K tọa độ xy đi. Thì em suy ra vectơ AK chính là lấy tọa độ điểm K là x trừ cho điểm A là 1. Đây điểm A là 1 trừ 2 này. Rồi. Tiếp theo là y trừ cho trừ 2 thành cộng 2. Nhớ nhàng lấy họ lấy tọa độ điểm K trừ tọa độ điểm A. Tiếp tục vectơ AH bằng bao nhiêu? Điểm H chưa có tọa độ, H mình đã tìm luôn rồi. H
hát mình tìm được tọa độ luôn rồi. Tọa độ điểm hát là bao nhiêu? Hát chúng ta giải nãy là trừ 13 phần 17 trừ cho 1 và tung độ đó là trừ 16 phần 17 trừ cho trừ 2 thành cộng 2. Đấy, rõ ràng khi á, chúng ta nhân cái này 4 bằng 4 lên thì rõ ràng đây là thì 2 vít đây thì bước đi 3 phần 4 vít tơ A bằng cái em nhân 3 phần 4 vào đây thôi. Đó, thấy không? Đó là nhân 3 phần 4 vào đây, nhân 3 phần 4 vào đây thì ra cái số. Do đó vector AK bằng 3 phần 4 bằng vector AH, nghĩa là hình chỗ này bằng hình chỗ này, tung cái này bằng tung cái này, thì rõ ràng mình giải ra được một cái chỉ x thôi và một cái trị y thôi. Vậy lúc này chỉ có một điểm K thôi, không cần giải cụ thể nha, tại bài này mình mất thời gian, mình biết được ngay ngay là có một thôi chứ không thể nào hai được. Phần 3, trách nhiệm cho câu trả lời ngắn ha. Nghiệm của phương trình là bao nhiêu? Khả năng á thì cái này là một nghiệm thôi, tại vì các em thấy là nó hỏi là nghiệm của phương trình là bao nhiêu nè. Bây giờ mình bình phương hai vế với điều kiện x trừ một phải lớn bằng 0, do đó chúng ta sẽ có điều kiện là x lớn bằng 1 ha. Đó là điều kiện xác định đó. Bây giờ mình giải nha, bình phương lên mất căn này, đây được là 2x bình phương trừ 5x trừ 9 bằng x trừ 1 tất cả bình hàng đẳng thức, x bình trừ 2ab là trừ 2x, cộng b bình là 1 bình là 1. Chuyển quế qua, 2x bình trừ x bình, còn x bình trừ 2x chuyển qua cộng 5 cộng 2x, 2x mà trừ 5 thì được trừ 3x trừ 10 bằng 0. Các em bấm máy giải nghiệm ra phương trình bậc 2. Số A là 1 trừ 3 trừ 10 nghĩa bằng 5 bằng nghĩa bằng trừ 2. Trừ 2 lỗi nha các em, x lớn bằng 1 mà. Vậy có một nghĩa là 5 nha. Đấy, 5. Chúng ta điền số 5 vào trong cái phiếu trả lời đó. Câu 2 có bao nhiêu giá trị nguyên M để cái phương trình lớn hơn 0 với mỗi x thuộc R? Rõ ràng các em nhìn vào cái hệ số x bình là 1 lớn hơn 0 rồi nè. Vậy để cho nó có nghiệm á, phương trình này có nghiệm thì chắc chắn là delta phải âm. Trong trường hợp này nên dùng delta phẩy đi, tại vì hệ số B nó có số 2 nè. B là đứng trước chữ x nha. Chúng ta có A bằng 1 nè, chưa? B á, nó bằng trừ 2 lần 2M trừ 3 và C nó bằng 4M trừ 3. Vậy chúng ta có là phương trình này nó bất phương trình này lớn hơn cái fx nó lớn hơn không khi mà delta nó âm mà được, tại vì a bằng 1 lớn hơn không rồi. Chúng ta âm delta phẩy đi thì em bỏ số 2 đi, em bình lên nha, tại vì b phẩy thì bằng b bình chia 2, b phẩy bình trừ ac đó không, bỏ số 2 đi bình lên là 2m trừ 3 tất cả bình, dấu trừ mình bình thành dấu cộng rồi thì mình chỉ cần viết 2m trừ 3 bình thôi. Trừ AC là trừ cho A là 1, C là 4M trừ 3. Phá ngoặc ra, hàng đẳng thức nha. 2M tất cả bình là 4M bình. Trừ 2AB, 2 x 3 là 6, 62, 12M. Cộng 3 mũ 2 là 9, trừ 4M, cộng 3, nhỏ không. 4M bình, trừ 12, trừ 4, trừ 16M, 9 cộng 3, 12 bằng 0. Nhóm nghiệm A cộng B cộng C bằng 0. A cộng B cộng C bằng 0, một nghiệm là 1. Nghĩa là chúng ta có M bằng 1 và M bằng C9A là 3. Đến đây các em chỉ cần xét dấu là xong. 1, 3, nghiệm. Trong trái dấu hệ số A là 4, là trong trừ ngoài cộng. Thì dẫn đến M sẽ lớn hơn bằng lớn hơn 1, nhỏ hơn 3. Chúng ta bỏ hai cái dương này đi. Nha. Vậy là M mà lớn hơn 1 nhỏ hơn 3 thì nó sẽ có một giá trị nguyên thôi, là M bằng 2, đúng không? Chỉ có số 2 là nằm trong cái khoảng này là nó nguyên thôi. Vậy M bằng 2 có bao nhiêu giá trị của M?
Vậy ở đây sẽ là một giá trị của M. Đúng không? Tiếp tục chúng ta qua câu số 3. Một trận bóng đá được tổ chức ở sân vận động, sức chứa là 15.000 người, giá vé 14 đô thì trung bình các trận đấu gần đây là có 9.500 khán giả. Theo khảo sát là thị trường chỉ ra rằng cứ cứ giảm 1 đô la nha, cứ giảm 1 đô la thì trung bình số khán giả sẽ tăng lên 1.000 người. Nghĩa là khi mà số giá vé mà giảm đi, số tiền mà giá vé giảm đi thì số người xem sẽ tăng lên đó, 1.000 người. Giá vé bằng bao nhiêu thì thu được nhiều lợi nhuận nhất nha. Bây giờ mình gọi giá vé là x đi, hoặc là giá vé là x, đúng không? Đây, số tiền sẽ được giảm, số tiền giảm ha, số tiền giảm giảm chính là em lấy 14 đô trừ đi x, đúng không? Mình sẽ ra được số tiền giảm, đúng không? Tại ví dụ 14 đô mà mình bán là 12 đô đi thì số tiền giảm nó là giảm 2 đô. Đúng không? Mà giảm 1 đô thì sẽ là tăng lên 1.000 người, nhưng mà giảm 2 đô thì tăng lên 2.000 người. Vậy số tiền giảm là 14 trừ x thì dẫn đến số khán giả tăng lên chính là lấy 1.000 nhân cái số tiền giảm, đúng không? À, do đó chúng ta sẽ có là cái số khán giả tăng lên á, tăng lên là bao nhiêu? Đây là phần số khán giả tăng lên thôi nha, chính là 1.000 nha, nhân cho số tiền giảm ứng với mỗi vé là 14 trừ x. Bữa nay hình dung không? Đó là số khán giả tăng lên. Nếu mình giảm đi 14 trừ x đô la thì số khán giả sẽ tăng lên là 1.000 nhân cho 14 trừ x. Hiểu không? Ví dụ mình mua giá vé với là 10.000 đi, thì số tiền giảm chính là 4 đô la một vé, thì số khách tăng lên sẽ là 4.000. Có gì khác nhân lên. Như vậy làm gì để ra được cái số khán giả ha? À, đó sẽ là số khán giả chính là em lấy 15.000 ha. À, xin lỗi. 9.000 chứ. 9.500 cha. Cộng cho số khán giả tăng lên, nếu mình giảm giá vé, cộng cho 1.000 nhân 14 trừ x, chưa? Đó, cái phần này là phần tăng khán giả lên nếu mình giảm giá vé. Còn nếu mà không giảm giá vé, x bằng 0 thì nó vẫn trở về 9.500 bình thường. Đây, xin lỗi, với giá vé mình bán là 14 đô đi thì nó vẫn trở về 9.500 bình thường. Rồi, vấn đề mình tìm được cái chỗ này là xong. Vậy có được số khán giả rồi nha, thì mình ra được cái hàm lợi nhuận không, cái hàm lợi nhuận ha. Thì lúc này mình sẽ có được cái lợi nhuận thì đặt là hàm y đi, thì em sẽ lấy là lợi nhuận là thì mình sẽ tính là bằng gì, bằng giá vé nhân cho số khán giả thôi. Giá vé là mình bán ít này, để nhân số khán giả, ít nhân cái số khán giả là 9500 cộng 1.000 nhân 14 trừ ít. Cái này mình nhân phá ngọt ra, mình ra được cái hàm bậc 2. Chỗ này mình rút gọn đi. Chỗ này 9.000 à. 9.500 cộng cho 14.000. Bằng 23.500 trừ đi 1.000 x. Rồi nhân ra. Chỗ này thầy nhân ra đây. Thì sẽ ra trừ 1.000 x bình cộng 23.500 x. Đó là hàm lợi nhuận đó nha. Rồi có được cái hàm lợi nhuận rồi. Mà nó kêu là lợi nhuận nhiều nhất thì nó chính là đỉnh của parabol thôi. Tại vì cái parabol này nó có hệ số A nó âm thì cái đồ thị nó sẽ lồi lên gì nè. Cái đỉnh này, tìm hình đồ đỉnh chính là x á, chính là cái giá vé. B là đây này, trừ 23 50. Chi 2A là 2 nhân cái này, 2 nhân trừ này là trừ 2.000. Chưa? Mình bấm ra bằng 11,75. Vậy giá vé mình bán là 11,75 đô thì lợi nhuận sẽ là nhiều nhất. Vậy kết quả chỗ đây mình sẽ điền sĩ số là 11
1,75. Được chưa? Câu 4 là tìm giá trị của tham số m để cái đường D1 và D2 vuông góc. Giờ rõ ràng là hai đường vuông góc thì tích vô hướng của hai cái vectơ pháp tuyến phải bằng 0. Đúng không? Vuông góc mà. À, nghĩa là góc giữa hai đường thẳng bằng 90 độ thì tích vô hướng phải bằng 0. Chúng ta có vectơ pháp tuyến N1 chính là 2m trừ 1 chính là hành độ này. Tông độ chính là m nha. Tiếp tục N2 là bằng 1 2. Đấy. Mình nhân vô hướng thôi, mình cho nó bằng 0, mình giải phương trình tìm m. Vô hướng hai vectơ này nha. Hai vectơ này, hai đường thẳng này vuông góc thì tích vô hướng bằng 0. Vậy chúng ta sẽ có là 1 nhân cái này là 2m trừ 1. 2 nhân cái này là chính là cộng 2m bằng 0. À, 4m chuyển qua bằng 1. Vậy m sẽ bằng 1/4. Được chưa? M 1/4 thì hai đường thẳng này vuông góc với nhau. Rồi các em điền vào kết quả chính là 0,25. Chính là 1/4. Câu 5. Cho tam giác ABC phương trình đường thẳng D đi qua C. À. Phương trình đường thẳng D đi qua C chia tam giác thành hai phần. Sao cho cái phần có chứa điểm A diện tích gấp 2 lần phần chứa điểm B. Vậy thầy sẽ vẽ một cái đường thẳng đi qua C thế này. À, cắt đường thẳng AB tại D đi. Lúc này nó chia cái phần diện tích của tam giác mà chứa điểm A, diện tích nó gấp đôi so với cái phần này. Và phương trình này nó có dạng là AX cộng BY cộng C bằng 0. Em tìm tổng ABC, nghĩa là mình phải xác định được cái phương trình đường thẳng đi qua C. À, cắt AB tại D này, sao cho diện tích này gấp đôi. Diện tích này thật là S1, đây là S2. Có nghĩa là chúng ta sẽ có S1 nó bằng 2 lần S2. Đúng không? À, BC có, A có, ABC có. Bây giờ mình dùng cái điều kiện là cái diện tích này thầy sẽ kể đường cao, chúng ta sẽ hạ đường cao từ C đến AB. Tại vì diện tích thì bằng 1/2 chiều cao nhân đáy. Do đó thầy có S1 sẽ bằng 1/2. Cái tam giác ACD á thì diện tích của nó bằng 1/2 CS CH H hay H bằng sao? Bằng 1/2 H nhân cho AD. À, bằng 2 lần diện tích S2. Diện tích tam giác CDB thì coi như đường cao xuất phát từ đỉnh C cũng là H luôn, cũng là đường này luôn. Nhân đấy là BD. 1/2 H nhân cho BD. Ở đây chúng ta khử 1/2 H đi. Lúc này các em có ngay AD nó bằng 2 lần BD. AD bằng AD bằng 2 lần BD. Khi mà AD á nó bằng 2 lần BD. Vậy mình sẽ có được vector AD nó dài gấp 2 lần vector DB. Suy ra vector AD nó bằng 2 lần vector DB. Nhớ là phải vector DB nha, không được viết BD nha, tại vì hai vector bằng nhau. Số 2 này là K bằng K lớn hơn 0, vậy nó phải cùng hướng. Do đó là phải là AD và DB. Rồi bây giờ mình gọi D tọa độ XY. Đến đây mình chỉ cần giải cái phương trình là xong. À, vector AD thì lấy tọa độ điểm D trừ tọa độ điểm A thì thầy có được vector AD như sau. À, vector AD sẽ bằng X trừ 1 Y trừ 4. Rồi vector BD, vector DB nhé. Vector DB, DB thì lấy là điểm B là 3 trừ X trừ 1 trừ Y. Được chưa? Rồi sau đó 2 lần lên là gấp đôi lên, thì dẫn đến mình sẽ có được là 2 lần vector DB sẽ bằng nhân 2 vào
6 trừ 2x trừ 2 trừ 2y. Từ đó chúng ta sẽ có là hai vector này bằng nhau, vector này bằng vector này, thì x bằng x, y bằng y, hành bằng hành, tung bằng tung. Vậy thì sẽ có là x trừ 1 bằng 6 trừ 2x, đúng không? Y trừ 4 bằng trừ 2 trừ 2y. Đây là mình giải y ha, x, y. Cái này trừ 2x chuyển qua là 2x cộng 1, con này là 2x. Trừ 1 chuyển đây cộng 1, cộng 1 cộng 6 là 7, và x bằng 7 phần 3. Chỗ này trừ 2y và là 3y. 4 trừ 2 được 2, 2 phần 3. Vậy cái điểm D tọa độ là 7 phần 3, 2 phần 3. C là D là 7 phần 3. Rồi có được C và D rồi. Thì đến đây mình viết phương trình đường thẳng CD thôi, rất là nhẹ nhàng. Điểm C tọa độ là 6 trừ 2 nha. Rồi bây giờ mình viết phương trình đường thẳng CD. Phương trình đường thẳng CD chính là mình có vector CD là vector chỉ phương 7 phần 3 trừ cho 6 và 2 phần 3 trừ cho trừ 2 thành cộng 2. 7 trừ cho 18 bằng trừ 11 phần 3. Cái này 2 cộng cho 6 là 8 phần 3. Đây chính là vector chỉ phương, suy ra vector tiến luôn nha, đảo tọa độ đi. Đảo lại là 8 phần 3, 11 phần 3. Thêm trừ vào đây. Trừ chỗ này thêm trừ vào thành cộng luôn nha. Đấy. Mình bỏ đi số 3 cũng được, mình đặt số 1 3 ra, 1 phần 3. 8, 11. Đó, đây chính là vector. Mình lấy cái vector này thôi, nó đẹp. Vector này nó cũng cùng phương với vector này thôi. Vậy chúng ta sẽ có phương trình sẽ là 8 8x trừ x0, lấy điểm như vậy, điểm điểm C đi, trừ 6 cộng 11 y trừ cho trừ 2 cộng 2 bằng 0. Thì đi qua C nha, thay vào đi qua C thì có được phương trình là 8x cộng 11y nè, trừ 48 trừ 48 cộng 22 bằng cộng trừ 26 bằng 0. Vậy mình đã có được ABC rồi, A bằng 8, B bằng 11 và C bằng trừ 26. Vậy lấy A cộng B cộng C thì sẽ bằng bao nhiêu? 8, 11 là 19 ha. 19 trừ 26 được âm 7. Vậy chúng ta có A cộng B cộng C bằng âm 7. Vậy kết quả chỗ này sẽ là âm 7 nha. Rồi, câu cuối cùng. Trong mặt phẳng tọa độ OSI cho đường thẳng D1, D2 và điểm M, gọi delta AX cộng BY cộng 5 bằng 0 là đường thẳng đi qua M, cắt D1, D2 lần lượt tại AB. Cái đường thẳng delta này, cắt D1, cái sửa D1, D2 đi, lần lượt tại hai điểm AB. Và đường thẳng delta đi qua M, sao cho vector MA bằng 3 phần 2 vector MB. MA bằng 3 phần 2 vector MB. Vậy là điểm M nó nằm bên đây cho nó phù hợp đi. MA này bằng 1,5 lần vector MB. Đã. M thuộc delta. Mà điểm A nó cũng thuộc delta luôn, đúng không? Điểm A cũng thuộc delta mà điểm B cũng thuộc delta luôn. Vậy thầy sẽ tìm tọa độ điểm A này. Delta. Ở đây mình có thể xác định được cái điểm điểm A và điểm B luôn ra. Câu này cũng khá đơn giản thôi, cũng giống câu trên. Bài này có thể nhiều cách làm. Giờ mà mình tìm điểm A luôn nha. A là giao của D1 và đường thẳng delta, nên nó là nghiệm của hệ nha. Tọa độ điểm A, tọa độ xy đi, nó là nghiệm của hệ như sau. Hệ là D1 là x trừ y trừ 2 bằng 0, em chuyển số 2 qua. Cái phương trình delta mình chưa có AB.
chưa có AB thì mình không thể nào xác định được điểm A được. Vậy là mình phải tham số hóa nó. Vậy A nó thuộc D1, nên suy ra mình suy ra A nó có tọa độ là bao nhiêu. Tọa độ sẽ là gì? Mình đặt thằng đặt hành đó là T đi. Hành đó là T. Thì lúc này Y rút ra sẽ T được 2. Hiểu không? Mình đặt cái này là T đi. Thì lúc này mình chuyển cái mình chuyển trừ Y qua đây thành Y bằng T trừ 2. Tiếp tục, điểm B thuộc D2. Suy ra điểm B nó có tọa độ là, thì đặt đặt con x này là t thì mình đặt t phẩy đi, t phẩy thì y sẽ bằng bao nhiêu? Y sẽ bằng là chuyển qua thành trừ 2 t phẩy cộng 4. Vậy t phẩy này trừ 2 t phẩy cộng 4 chưa? Cái này các em áp dụng cái điều kiện là em giải được. Điều kiện là vector MA bằng 3 phần 2 vector MB. Thì mình tính vector MA trước đi. Vector MA sẽ bằng M đã có rồi nha, tọa độ có rồi. Đây. Vector MA lấy trừ 3 này. Trừ cho A là trừ T này. 4 này, trừ cho cái này. 4 mà trừ cái này là 4 trừ T cộng 2. Thành 6 trừ T. À. Sao ta sai chỗ nào? Vector MA chỗ này đi, vector MA. Lấy tọa độ điểm điểm M là thành ghi lại chỗ này trừ 3, 4. À, lấy tọa độ điểm A là T trừ trừ 3 thành T cộng 3 chứ. Rồi, tiếp tục T trừ 2 mà trừ 4 thì lúc này thành T trừ 6. Tiếp tục vector MB bằng vector MB là T phẩy cộng 3 và trừ 2 T phẩy cộng 4 mà trừ cho 4 cái này thì mình ra được là trừ 2 T phẩy. Đấy. Thì đó thì suy ra được là 3 phần 2 của vector MB sẽ bằng nhân 3 phần 2 vào đây thành là 3 T phẩy cộng 3 chia 2 trừ trừ 3 3 phần 2 nhân 2 cái này khử số 2 đi còn 3 nó trừ 3 T phẩy. Và mình lấy hành bằng hành tung bằng tung nha. Theo đề bài thì vector MA bằng 3 phần 2 vector MB tương đương hành này T cộng 3 bằng 3 lần T phẩy cộng 3 chia 2 và T trừ 6 bằng trừ 3 T phẩy. Đến đây mình giải phương trình tìm là T và T phẩy. Đây là hệ phương trình luôn, chuyển qua chỗ này mình nhân 2 lên thành 2T cộng 6 bằng 3T phẩy cộng 9. Chỗ này chuyển qua luôn nha. 2T trừ 3T phẩy bằng 3. Chỗ này là T cộng 3T phẩy bằng 6. Thì cộng vế thì vế đi. Mất T phẩy 3T. 3T bằng 9, 7T bằng 3. T bằng 3 thì chỗ này sẽ là gì? 3T phẩy sẽ bằng 3. T phẩy bằng 1. Vậy mình sẽ suy ra được điểm A. Điểm A chính là 3. Rồi T trừ 2 chính là 3 trừ 2 được 1. Và điểm B. T phẩy bằng 1. Chỗ này sẽ là 4 trừ 2 được 2. Rồi, ra được AB. Có AB rồi xong rồi, nhẹ nhàng. Dễ dàng biết được phương trình đường thẳng delta. Có được phương trình đường thẳng delta rồi thì em sẽ có được A và B thôi. Vậy có được hai điểm AB rồi thì bây giờ biết phương trình đường thẳng AB chính là phương trình đường thẳng delta luôn đấy. Chính vector AB ra kìa. Vector AB là 1 trừ 3 âm 2, 2 trừ 1, 1. Suy ra vector tiến của nó là đảo lại 1, 2. Vậy phương trình đường thẳng delta chính là A là 1 nhân x trừ x chia đôi. Lấy điểm đi qua điểm 3, điểm A đi, x trừ 3 cộng 2 nhân y trừ 1 bằng 0. 1 nhân x là x nè, cộng 2 nhân y được y nè, trừ 3, trừ 2 nữa trừ 5 bằng 0. Vậy mình có A 1, B bằng 1. A 1, B 1 thì T sẽ bằng 2 nhân cho A là 2 nhân 1 trừ 3 bằng A 1. Vậy các kết quả nó là A 1.
nào. Này 2y. Vậy là mình có được a bằng 1, b bằng 2 nha. B bằng 2 đúng không? A 1, b bằng 2. A bằng 1. Chưa chuẩn hóa. Đây. Mình phải chuyển nó về giống cái này. A cộng với cộng 5, ở đây có trừ 5 thì bây giờ mình chuyển cho nó giống thì mình nhân trừ 1 vào. Để mình ra delta nhân trừ 1 vào chứ. Thành trừ x trừ 2y cộng 5 bằng 0, để nó giống chỗ này thôi. Rồi, đến đây mình sẽ có a bằng âm 1, b bằng âm 2. Thì t sẽ bằng 2 nhân âm 1. 2 nhân âm 1 là âm 2. Âm 3 nhân cho âm 2 thành dương 6 thì bằng 4 nha. Vậy là kết quả này bằng 4 nha. Bằng 4. Cảm ơn các em theo dõi video này nhé. Chúc các em thi tốt. Mấy chào các em.